Trong khuôn khổ chương trình tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10. Ngày 4 tháng 10 tại Paris, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Geoffroy Ruder-Béjier, Chủ tịch danh dự của Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp, Chủ tịch Liên minh các nhà tuyển dụng Pháp ngữ, Chủ tịch sáng lập Notus Technology. Cùng tham dự có ông François Coban, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn MEDEF International, kiêm Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Pháp Việt, ông Jean-Paul Touris, Chủ tịch Hiệp hội Quốc gia về Thực phẩm. Cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp. Ông Geoffroy Ruder-Béjier và lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia buổi tiếp đã đánh giá cao sự quan tâm của Việt Nam đối với cộng đồng Pháp ngữ và giới thiệu về thế mạnh cũng như mong muốn hợp tác với Việt Nam. Tin tưởng vào năng lực, nguồn lực phát triển nông nghiệp của Việt Nam, Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp sẵn sàng đồng hành để cùng Việt Nam phát triển lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm mang tính cạnh tranh cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp tiếp tục hỗ trợ và là kênh kết nối đầu tư kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới, đặc biệt tăng cường các hoạt động kết nối đầu tư, hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp hai bên có thế mạnh và tiềm năng hợp tác như năng lượng tái tạo, xử lý nước thải, tái chế chất thải, phát triển cơ sở hạ tầng và logistics, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế và dược phẩm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam cam kết sẽ đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thành viên của Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp nói riêng và đầu tư nước ngoài nói chung hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả và thành công tại Việt Nam.